Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Cập nhật về ảnh hưởng của bão số 3 tại các địa phương, trong đó Hải Phòng từ sáng sớm mùng 7 tháng 9, gió cấp 14 giật cấp 17, mưa to. Thái Bình cả đêm ngày mùng 6 tháng 9 cho đến rạng sáng mùng 7 tháng 9, toàn tỉnh có mưa, nhiều khu vực gió to. Tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 7 giật cấp 12, còn Hà Nội bắt đầu có mưa. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đến thời điểm sáng ngày mùng 7 tháng 9 đã có 17 tỉnh thành khu vực phía Bắc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 3, bão Iagi. Hầu hết các địa phương đều yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Iagi cho học sinh nghỉ học, không tổ chức các hoạt động vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9. Đồng thời yêu cầu các trường tổ chức trực bão 24 trên 24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão, tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các địa phương yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trường học và di rời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát hạn chế tối đa thiệt hại do bão. Tại Hà Nội, chiều mùng 6 tháng 9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố tăng cường thông tin về diễn biến và tính chất nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3, đề cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão hiệu quả đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là tại các khu vực ven sông, bệnh viện, trường học, khu vực tập trung đông dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp. Tại Ninh Bình, theo đồn biên phòng Kim Sơn, huyện Kim Sơn, đơn vị đã sẵn sàng các lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống ứng phó với bão số 3. Đặc biệt từ 8 giờ ngày mùng 6 tháng 9, đơn vị đã bắn 6 quả pháo hiệu đỏ cảnh báo bão, triển khai các tổ kiểm soát tại các tuyến đường từ D Bình Minh 2 ra Cồn nổi, huyện Kim Sơn tại huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan. Hiện khu vực này đã xuất hiện những vết nứt lớn có nguy cơ cao sạt lở đe dọa đến sự an toàn của 10 hộ dân. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Bát Sát khẩn trương có phương án di rời người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đến các khu vực an toàn, chủ động phương châm 4 tại chỗ, đồng thời ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống cho người dân. Hiện nay, các sở ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan ở các địa phương vẫn đang khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học, bệnh viện, nhất là những nơi ven sông và các vị trí sung yếu khác.